mong này trời nhiều rìp nhiều bị băng mệt ba giờ buồn sang khắp những hàng lem đa nên tới lại tung lùng cơ mày cầm đúng lại đặt lại cơ tới lại răng bua mò sốt bạ phục cha bua lệ tưng lệ từ nhiều bộ bê nhiều mút tma bê tập pun mạ pro lại kế cal lại phiền làm đuôi nên lại mệt ba giờ buồn sang mới học ác bị băng tại xem lăng lần la lệ tông bình ít mò tùy tua tùy xem cơ pro một lệ rung rúc tar bar lần la nên mới độ được là lần một vả mọi một tê rê muốn cất lên đá đi ô cất lên nạp buồn sang xem lăng khi tụi yêu tâm bệnh đá lăng nên được lại lăng nó lại bệnh đá thọc răn có lấy trúc lần chạp phố hàng lần chạp cân bởi đá hình bạc tát bằng lạ là bụt lấy trúc như phá ra nên lấy trúc phá ra một vả bệnh đá thọc xem bệnh nhiên cất lại bệnh hình bạc nhu lấy từng bộ lùm nuôi đá lại tạo màu từ xem lăng ô tạo khuôn cục rõ tắt cực nam này đi luôn đáy xâm tầm tầm vượt biết ô cơ bộ đã chẳng mang lần mê đồ nên thêm đồ luôn nuôi mơ hình nét luôn bốn bỏ dù ta cơ bộ mạng lại xô dần đã đi luôn đây lần mê đồ nên em mong ta cực ô mềm đúng chỗ luôn đi em buồn sáng à xâm mơ mày học mạc đi bằng bộ đi mà xem lăng mọi một tên là một bọc mạc mềm đúng đi lê ý xem lăng lê ý bình ý mô bình luận kiểu mày lê thằng mày màu thả tim lệ đi bờ đã hàng lấy đoạn việc lệ từ mệt lại mày bốc lên mày thâu lên nóng lại hình an mà buồn sang đây gà tôi xem lăng là cái sắc chùm của bọn một điểm nạp vẫn tổ một hệ nè mệt vã ta bùi dần này hiếm bạ lệ nó còn mày kèm đông dạ đoạn về full mạ bọn nhập lần trà bỏ Việt Nam kèng Liên Hợp Quốc bộ kèng tội chùm lúc nào đáng cộng sản Việt Nam dù ta tự nhủ đó mà bỏ sót lại phiền lấy trong nụ lúc ta lại nhẹ sát nuôi của kỳ khả lập lần lấy lũ cha rằng còn đứng ta lại đang lệ đi nhu nên lọc có mày càng nhiệt lệ ở phần này buồn sang khắp điên mong nè quan nên mềm đúng lấy chỉ new free để nào buồn sang xem lần gọt lấy trúc dần răng bỏ đi nhu tớ đã học mày về mà có mày bố bù khả lộ dù đã ghét dù đã lũi lũi là buồn sang gần lệ có mày về mạng phun bỏ bố dự thế nào dù nên mày mạ nó lại dần pẹt thông trong đài này chính thức minh bạch tầm nhé còn lại hình này đang bỏ thì nhiều bởi hội đồng bảo an Liên Quốc thì nên mình vậy xin lòng biện một vài ông Macron kêu gọi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẩn trương hành động vì cho rằng chính quyền Việt Nam đã đàn áp cộng đồng Khmer Krom, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc đình chỉ tư cách thành viên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Giờ đó nó bắt đầu đã chỉ trích nhiều đồ nghệ sát bình nuôi Khmer Krom. Bây giờ đang xăm nước không phải lùm nước không cần đừng có ta lại này một vài do cất lại do ta nhu kéng bại chủ thì yên tâm nhé có tài yuan rồi này nên ta lại nó ta nhu nghẹn nó cất tụi do cái nhu lùm nuôi vừa yuan nhập thao hội ô hội đồng bàn Liên Quốc nhập bực tuân lên lần tràn thì này như nào bao mi đoạt bao mi nếu trong cuộc đoạt trong cuộc do cất lại nhập hội bây giờ nhập hội ô mệt vã ta lại này lại nhầm đọc nhu kéng nằm lại tốt nhật bao mình lao tới nhu một lần tràn như nào một tốt ta tùy nhu lại nhu nghệ khoa đã nhi đã nhật từ tu hệ đang lại nhu bùi ngạo nên đi lại chính nhu ngã luôn tập tàng ngã lần trả bồ mò sáng tụ đã luôn được cả năm mấy đó lại duẩn nhiều hụi nhiều bùi hụi nhiều nẹo bằng tốt giờ đã cất lại nhiều thằng mò lần trả đó chỉ nó nhiều cộ nhiều kill bắt thao liệp thao thằng bồ liệp thằng bồ mò giờ nó nhiều càng tôm clum lần là để bồ thao cần từ nhu thao mò thao khập lần trả bây giờ nhu chính nuôi lúc nào con sản thằng mò lần trả đó nên mong em về mỗi việc cất lời đại vui hòa lời dịch lên này. Liên đoàn Khmer Krom, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ viết trong thư kiến nghị đăng trên trang web change.org rằng cuộc đàn áp gần đây của Việt Nam đối với cộng đồng người Khmer Krom bản địa đã đến mức báo động với nhiều báo cáo về các vụ bắt giữ tùy tiện, bỏ tù bất công và đàn áp tôn giáo, đồng thời nêu ra hàng loạt các vụ xét xử bắt bớ người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long gần đây, cùng với việc cưỡng chế phá hủy công trình là nơi học tập của sư sãi và tín đồ được xây dựng tại chùa Đại Thọ đầu tháng 4 năm nay. Tổ chức này cho rằng những vi phạm nhân quyền này là bằng chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam không thực hiện đúng nghĩa vụ với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Sẽ nói mất đã bộ, gọt lại tôm clum Việt Nam là lệ nhu bọn rừng rìm thun như nó chỉ gọt lại đình kỳ của bọn lại kê cao tập chân nuôi. Sao mà nông nôn lại nhu bọn mọi người tôi là nó rạm á ra mang lại phiền dần phía hiến pháp của nhu bộ đó lệ bởi lệ ra hem các lạng tầm mấy bởi ní Hội đồng Ban Liên Quốc. Sao có bọn nhu ngã nhưng bạn
nhú bố phê đã buồn sang ta, ấy bố mặc lại hiến pháp nhú 2023, 2013 là hiến pháp như lại tôn giáo như mẫu, nhân quyền như mẫu á, mà làm bảo nhiều mẫu, thậm chí nó ui khảo biểu tình như mẫu mà, tự do biểu đạt tự do lập hội mẫu mà, xăm mẫu như bạn đều bình đẳng trước pháp luật, đáng cầu sát Việt Nam. Lần lùm nuôi tới nhà này có mấy bạn thuộc vật hại này hiếm bạn miệt, và lại đạo công sản hắn này lại đùm được ha. Sắp này nó mút lại đạo sang chứ nó lau chờ nó đã chào cờ như bởi các tùy mút. Cái mùa cờ như trong trong nhà chào cờ các tùy mút bởi làm sang chứ nó. Hiếm bạn như hợp lệ. Như tới nhà nên. Nên có mê đồ bạn về thế dòng tiền buồn sang. Lại nó ế bố lấy. Cất bạn như ngạ, cất bạn như nào là như không chào cờ cái nhu ở lại nó lại tư cái nhu bệ tự ngạ. Lại nó bởi như công bộ ấy đi. Mùa xa lại thì công bộ cái nhu. Dần đấy nhá. Tư ta bị bộ công bộ cả nhu. Nhu bộ bệ ý. Mút như căn bệ ý tụ lọc nục nó lại. Nó nên dùa ta lùm nuôi ra này lại nạc buồn sang là lại. Ui ta nè ta nhu bộ. Ta có cổ nghèo cái thao mang pran xuyên đi bẹ. Nó nạc mệt vậy nhưng buồn sang ta lại. Ta có cổ nâng tốt ổn tốt bệnh nghèo. Nó phải làm pran xuyên ta nhưng như thao. Bố dụ ổn vậy. Dùa cất mấy cầm tạ lần. Dùa ta lại đau. Mà mờ nghèo trọc bởi lắm. Dùa đặt trầm cái nằm trong hàng em sẽ mà hèm mong phun. Trọc bởi bỏ như phun. Bỏ như hèm nhá. Bởi đặt phun như tliu. Nhưng mà bỏ hèm mà bỏ như có nhọt mà. Lại đạo mà phá đen lắm mà. Năm mến lại bởi con nên đạo cái dọn đó đâu có này. Một dọn kẻ kê ta mừng. Có cô không ạ đâu trả gầm lèm mà gỡ. Có cô không mà gỡ. Lại đạo ta mà thì ta đạo ấy đi ạ. Ta đạp đạo nó bởi dụ. Tôi mang tốt không tạt là phiền. Ta mà có cô rụt. Mọi dòng con ố. Với ta này có cô hề lạc ơ như nôn. Nôn đi ạ. Có cô Hồ Chí Minh như nôn. Bức tường như nôn. Rụp như những bạn đặc biệt. Nôn bức ngạt ha có cô. Bức ngạt ta có cô bởi đã sản đặc ố. Nên nôn hết có mềm tạm tàn bởi bạ. Vì ạ mẹ như các lạn tạm xa ra tay ớ. Có cô. Bức ngạt ta bắt hấu. Xa ra hèm bức ngạt ta như hèm. Xa ra bức hèm bức ngạt ta căn hèm lấy. Giờ lúc nuôi lệ là ta đã ôi đi là. Ôi đi thao mân ta. Dù ta ấy đi thâu yếu như càng ta về đoại hị. Dù ấy đi bố yếu như càng ta khởi tùn đoại hị mướng luôn. Nằm tùy, nằm cướp, nằm cổ, nằm trả nổ. Ôi đi bây giờ như độ lùm nùi. Bây phải chẳng chân đúng đi mọi đi sang prong. Mà ạ, đang về được nghề. Thế bùa. Nó nếu khỏi xui lệ bà tàn được có bố là rìm cho ta thó này giờ. Khởi lễ đạo. Ta cái mức ấy đi là độ bà đi tộp này. Dì xui độ bà đi tộp này bị năm nào. Nên ta ra đây đã bố. Nhưng một dân chấp lực ta ra đây bật vác. Như thế đạo khát bồn mây nếm ạc này. Bật đi mọi phương sang ấy đi. Mọi ấy đi. Lê tầng bật đi mơ mọi sang chân cuộc nào bật lên ngay. Thế bố. Có nụ con ai dân. Như thế mọi ấy đi ô. Bật đi thảo lại. Như yêu ý. Nghe sang chân ý. Như càng bong ý. Lê tầng càng cử ý. Càng mại đôi. Dân nó như ngạp mạng này. Nên ra đây là chàng trong người ta hà này lùm nuôi. Thảo hẹp đi nhu nó như thảo nó ngạo. Nó như gì mà gì mà cầm vậy đó. Dù cái này. Ta phải hiếp bằng tài phiền mà hiền pháp như điều 24 rồi. Khoan năm điều 24. Tôn giáo tin ngưỡng. Như vậy. Như vậy. Ý đạo. Bồ đạo. Ý cần răng cần cội lại. Lại đạo ý cần. Có nụ cân bằng hiền pháp như cần cội lại đạo nên nèo là đạo đi. Xăm đôi với con sàn hay này như đối xứ không tài như bạn đâu. Như là lùm nuôi, như cái tự chuẩn đạo buồn sạc đi gà đặc lại đạo, xa đạo lần gà đặc bố như mạng, mà bà tê tái nhớ, mạng bì bằng. Nó mà về xem mức biệt là dịch lệ, đang chỉ trích. Đặc bố không biết không, lệ đằng lệ của Việt Nam, như mút tử má, gọi là hội đồng bảo an Hữu Quốc, lệ càng tấn bộ bệnh như mút ô, lệ càng bệnh như rô nơi lệ, lệ càng nằm bật đá nó mắc lạc nhớ. Nó mà về xem lặng. Hôm 3 tháng 4, tổ chức Đoàn kết Công giáo toàn cầu cũng ra thông cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc đàn áp có hệ thống và bịt miệng các nhóm tôn giáo tín ngưỡng thiểu số, đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người bị cầm tù hoặc giam giữ tùy tiện vì thực hiện quyền cơ bản là tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc yêu cầu cho ý kiến về các chỉ trích vừa kể nhưng chưa được phản hồi. Việt Nam trước nay bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền hệ tự do tôn giáo, nói rằng chỉ xử lý những ai vi phạm pháp luật. Giờ nó lại nhập nhập pi bằng bọn nó lại nhớ bộ hồ lực rằng nó nhớ phát đi bộ bầy sọt lệ phiền
lần chả nhập bộ đuổi. Xăm sọt lại phía hành lần chả nhập bộ nhập bắt đầu. Sọt lại này lại dựa đặc bình phục đạo xa lối chứ mà. Đấy bộ. Bước lại phía hành nhập bộ nhập bắt tôn giáo đều bình đẳng thức pháp luật như như lại. Nếu mà mật lại bình đẳng. Bộ một bình đẳng. Ý đạo. Lê tin ngưỡng. Tin hoặc không tin. Theo hoặc không theo. Không ai ép buộc. Như lại nhà nước bảo hộ như lại. Xăm lại này lại bảo hộ lại. Lên nâng mật vã. Đã bù hụt lệch lan mơ. Lại cột này dần lại. Mà đã nê. Cột này dần. Cứ trách cái nhu. Ông bị phân mông lần như lại. Ở đằng kẹo thú chung ố. Lùm nuôi mò sẽ tốt bảo vật chả. Bị ra. Lê răng răng chi trích. Nó có nà công sản Việt Nam. Tọ mơ niệm nạp. Bù tùy mút mà lệ khả nâng trả. Cập nọ như lệ. Bởi anh hội đồng bảo an Quốc. Nâng chơi nêu khuyên chứ. Rượt về. Bù ni bồn sang cặp yên xem lăng. Mòm nịt mông mơ mơ trả. Tôm lùng đã bồn sang. Đề gà tôi chẳng mang. Cả tôi lại dần. Rung. Rê cái nhập vụ. Ni bồn sang cặp yên.